để đặt đơn hàng thì các bạn vào Google và sau đó chúng ta nhập cái địa chỉ trang web chính thức của công ty đó là www.oliplame.vn Về cái giao diện của trang web mới này thì cũng không có gì khác Ở trên này các bạn nhìn thấy mới hiện lên đó là hình cô Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam HNIA năm 2017 hiện nay cô đang là đại sứ thương hiệu cho hãng Olive Flame ở việt nam và để nhận, đăng nhập cái mã số cá nhân của các bạn thì các bạn hãy nhìn lên trên góc của màn hình điện thoại à, đây là mình đang hướng dẫn các bạn cách đặt hàng trên điện thoại các bạn thích vào đó và chúng ta sẽ đăng nhập cái mã số tư vấn viên của mình vào ở đây các bạn tư vấn viên cũ mà mới kích hoạt lại mã số của mình trong tháng 11 vừa rồi Thì các bạn lưu ý là các bạn đặt hàng bằng cái mã số mới của mình nhé Còn với các bạn tư vấn viên mới đăng ký và có mã số mới lần đầu tiên Thì các bạn cứ đăng ký bằng cái mã số đó của mình bình thường ở cái trang cá nhân của mình để đặt hàng thì mình vẫn thao tác giống như ở trên trang web cũ đó là mình sẽ kích vào cái hình đại diện của mình ở trên góc điện thoại này và nó sẽ hiện ra cái mục cái menu như này mình sẽ chọn vào thao tác nhanh tiếp theo là đơn hàng vip và sau đó là tạo đơn hàng ở đây sẽ có 5 cái mục và chúng ta phải hoàn thành 5 cái mục này để chúng ta đặt hàng. À, đầu tiên đó là lựa chọn sản phẩm, à, mục thứ hai đó là à, quyền lợi đặt được, mục thứ ba đó là cái lựa chọn cái phương thức à, thanh phương thức giao nhận, thứ tư là phương thức thanh toán và thứ năm là xác nhận. thì mình sẽ lần lượt đi vào từng mục. ở à, mục đầu tiên là lựa chọn sản phẩm thì mình sẽ nhập cái mã những cái sản phẩm mà mình muốn đặt vào đơn hàng của mình. mình sẽ ví dụ đặt một cái bộ sản phẩm Novay Time dành cho tuổi trung niên Đây là bộ chăm sóc da chuyên sâu Bộ này có mã là bốn. Sau đó mình sẽ bấm vào thêm Ở đây thì cái bộ sản phẩm này đang báo là cơ hội cuối cùng à, Có nghĩa là cái sản phẩm này sắp hết hàng rồi nhé các bạn nếu như bạn nào muốn mua cái bộ sản phẩm này thì các bạn hãy nhanh tay, nếu không sẽ hết hàng rất nhanh ở đây thì chúng ta có thể điều chỉnh số lượng ở cái ô có dấu cộng và dấu trừ này nó các bạn có thể tích vào dấu cộng nó sẽ tăng lên và tích vào dấu trừ nó sẽ giảm đi còn nếu như các bạn muốn xóa cái sản phẩm đó thì các bạn tích vào cái biểu tượng hình thùng rác ngay bên cạnh này mình sẽ chỉ ví dụ đặt một cái bộ sản phẩm này thôi nếu như các bạn muốn đặt thêm sản phẩm thì các bạn cứ nhập tiếp theo những cái sản phẩm mã sản phẩm vào cái ô đặt hàng nhanh này và thêm ở đây mình sẽ không nhập thêm nữa mình sẽ kéo xuống phía dưới ở phía dưới thì có cái sản phẩm thêm vào miễn phí đó là các bạn sẽ nhận được một quyển cát taro à, trong tháng quyển cát này là của tháng 1 năm 2020 các bạn được miễn phí nha nên các bạn đừng xóa bỏ ở phía dưới là các sản phẩm thêm vào có phí ở đây thì người ta đặt mặc định thôi nếu như các bạn không muốn lấy thì các bạn có thể xóa đi ví dụ như là cái bao ni lông này mình rất là nhiều vì vậy mình sẽ không lấy và mình bỏ nó đi Và ở đây là cái lịch nha các bạn. Ở đây đang mặc định là 5 cái quyển lịch có trị giá là 95.000, mỗi một quyển thì có giá là 19.000. À các bạn nếu các bạn muốn lấy lịch của Tết này thì các bạn hãy chọn ở đây. Nếu các bạn muốn để số lượng bao nhiêu thì các bạn cứ điều chỉnh vào dấu cộng và dấu trừ. Ở đây mình sẽ giảm nó đi. Đó. các bạn muốn lấy một thì các bạn để một ở đây thì mình cũng không lấy bởi vì trong tháng 11 mình đã đặt rất nhiều lịch rồi, vừa làm quà tặng, vừa để gia đình mình sử dụng, mình đã lấy rồi vì vậy mình không lấy thêm nữa. Nếu các bạn không có nhu cầu các bạn có thể bỏ đi. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang mục thứ hai, đó là cái mục quyền lợi đạt được. Ở đây thì có các cái ưu đãi chọn bộ, tức là khi các bạn mua chọn cả những cái bộ set dưỡng da này thì các bạn sẽ được nhận cái chương trình ưu đãi rất là tốt nha các bạn. Rất nhiều các cái bộ xét dưỡng da dành cho chị em phụ nữ này. Và cái bộ màu đen này là dành cho nam giới nhé. À, nam giới cũng có những cái bộ sản phẩm chăm sóc da dành riêng. Ở đây thì mình sẽ không lấy bộ nào nữa. Và mình sẽ vào cái phần quà. Đây là các chương trình quà của tháng 12 năm 2019. Mình đã có một cái video mình mới up lên. À, cái video đó đã nói cụ thể về các chương trình quà này rồi các bạn có thể tìm vào cái hướng dẫn nhận quà tư vấn viên tháng 12 năm 2019 trên kênh YouTube Khổng Mỹ Linh TV của mình. Các bạn tìm cái kênh của mình nhé. Các bạn vào đó xem mà nhớ nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Ở cái phần quà đầu tiên này thì ở đây là hai chai dầu gội này. Mình bấm vào cái mũi tên để xem thêm. Ở đây là một cái tuýp mặt nạ đất sét và một tuýp tẩy tế bào da chết ở chân. Trong cái phần quà mà mình chia sẻ ở trên cái video mà mình vừa mới nói ấy, thì nó có 5 cái phần quà ở cái mục quà đầu tiên này. Tuy nhiên thì cái sản phẩm mà tuyết dưỡng da chân ấy đã bị hết hàng rồi. Hết rất là nhanh các bạn ạ bởi vì mỗi một cái sản phẩm này chúng ta chỉ phải trả mức phí là 19.000 thôi. Ở đây các bạn nếu không phải là tư vấn viên khi mà các bạn xem video này các bạn lưu ý nhé. Đây là chương trình dành cho các bạn tư vấn viên khi mà các bạn đặt cái đơn hàng đầu tiên. Đây là chương trình quà dành cho các bạn đó. À, nếu như các bạn nó lấy về các bạn không có nhu cầu sử dụng thì các bạn có thể tặng lại hoặc là um, làm thế nào đó tùy thích các bạn à, đây là không phải chương trình dành cho khách hàng ở đây mình sẽ chọn cái tuyết uh, mặt nạ đất sét mình sẽ bấm vào thêm sau đó là mình sẽ bấm vào thêm và giỏ hàng các bạn nhớ là bấm vào thêm và giỏ hàng nhé với cái chương trình quà này thì uh, các bạn chỉ được nhận một cái phần quà duy nhất trong cả một tháng thôi chúng ta không được nhận nhiều lần cái sản phẩm quà tiếp theo là với một cái đơn hàng tối thiểu 450.000 là mình đã được nhận một cái cặp đôi son trang điểm và son dưỡng này cái cặp đôi này có tổng trị giá là 508.000 nhưng mà ở đây thì chỉ phải trả phí là 69.000 thôi Hôm nay thì Linh đặt hàng của Linh Nếu như mà các bạn mà nào mà là khách hàng VIP của Linh ấy Thì Linh có thể Bởi vì Linh không thể dùng hết tất cả những sản phẩm này được Linh sẽ lấy về và có thể tặng các bạn Nhân dịp mà ngày lễ hoặc ngày Tết Ở đây Linh sẽ xem cái đơn hàng của Linh là 200 BB này Linh sẽ lấy được bao nhiêu cái cặp đôi này Cái cặp đôi này thì số lượng không giới hạn tùy theo vào cái đơn hàng của các bạn các bạn có thể lấy được nhiều hay ít Đó, bấm lần 1 thêm là được một cặp này thêm lần 2 được hai cặp thêm lần 3 thêm lần 4 thêm lần 5 thêm lần 6 với cái đơn hàng 200 bb của mình mình được nhận 6 cặp đôi này và chỉ phải trả mức phí là 345.000 rất là ưu đãi luôn dùng thoải mái không hết các bạn mình sẽ đem để làm quà tặng bạn nào mà có nhu cầu muốn nhận được những phần quà tặng này thì hãy comment ở bên dưới à, đặc biệt là những bạn là khách hàng thân thiết của Linh nha Mình cũng vẫn phải bấm vào chữ thêm vào giỏ hàng thì cái sản phẩm này mới vào được Tiếp theo là một cái chương trình quà Cái bộ quà này thì nó sẽ áp dụng cho đến ngày 15 tháng 12 thôi Tuy nhiên thì nó rất có thể sẽ hết hàng ngay từ đầu tháng và nếu như các bạn đặt hàng chậm mà nó hết thì chúng ta phải chấp nhận là chúng ta không thể lấy được cái bộ quà này hôm nay thì là đầu tháng chính vì vậy là linh đặt hàng nó vẫn còn cái bộ quà này linh sẽ thêm vào Đó. linh thử thêm xem có được hai bộ không ồ được hai bộ nha các bạn được ba bộ nha các bạn linh chỉ lấy hai bộ thôi và linh sẽ xóa nó đi đã để đính thêm lại ở đây thì không có mục để chúng ta giảm số lượng mà nếu các bạn mà muốn điều chỉnh lại cái số lượng này các bạn phải xóa cái quà đi xong sau đó là chúng ta lại chọn lại mình sẽ thêm hai bộ thôi và sau đó là thêm vào giỏ hàng rồi như vậy là mình đã hết cái chương trình ưu đãi rồi ở đây có một chương trình ưu đãi nữa đó là với các bạn mà kinh doanh oliverlame các bạn muốn phát triển kinh doanh của mình ấy, các bạn có thể đặt thêm những cái à, catalog của tháng tiếp theo đây là catalog của tháng tết nha các bạn thì các bạn à, nếu các bạn muốn lựa chọn cái bộ cát này thì các bạn bấm vào thêm cái bộ cát này là có 20 mươi Đấy. mình sẽ không lấy nhiều như vậy vì vậy mình sẽ bỏ qua như vậy Rồi mình sẽ kiểm tra lại tất cả những sản phẩm quà mình đã lấy hết rồi. Ở đây các bạn nhìn thấy có cái chữ là chọn mua thêm catalog để có thêm đơn hàng. Ở đây thì các bạn, nếu mà các bạn chọn mua catalog thì các bạn sẽ tích vào đây nhé. Với catalog này thì nó chỉ là một cái bộ cát có 5 quyển thôi. Mình thêm cái này vào. Ồ, mình lại thêm hai lần rồi mình sẽ thêm lại một lần thôi đó và mình thêm vào dọ hàng ở mục thứ ba mình sẽ sang mục thứ ba đó là phương thức giao nhận ở đây mình đang ở hà nội à mình đang ở vĩnh phúc và hà nội chính vì vậy mình sẽ chọn chi nhánh là ở hà nội giao hàng tại nhà tiếp theo là mình sẽ chọn giao hàng tại nhà Hà Nội giao hàng tại nhà Putto. À, địa chỉ của mình thì ở Vĩnh Quỳnh, Thanh trì. Thế nhưng mà mình hiện tại thì mình đang không ở vị trí này và mình muốn nhận hàng ở Vĩnh Phúc. Chính vì vậy mình sẽ bấm vào cái dấu cộng. Các bạn chú ý nhé, bên cạnh cái chữ giao hàng tại nhà này, nếu các bạn muốn thay đổi cái địa chỉ nhận hàng. À, bởi vì là với cái phần đăng ký của chúng ta thì nó sẽ hiển thị à, lên trên cái trang web này là cái địa chỉ khi mà chúng ta đăng ký. Ấy. À, nếu như các bạn mà không ở cái vị trí đó nữa, các bạn à, di chuyển vị trí nơi ở, các bạn muốn thay đổi cái địa chỉ nhận hàng thì các bạn à, có thể vào đây, các bạn thêm vào, thêm vào cái mục này, bấm vào dấu cộng, sau đó là sẽ bấm vào cái mục này. ở đây thì mình đã, trước đây mình đã bấm sẵn những cái địa chỉ mà mình nhận hàng rồi chính vì vậy là nó hiển thị sẵn vào đây mình sẽ không phải bấm từng mục nữa từng chữ nữa mà mình sẽ tích vào cái này nó địa chỉ mới của mình đó là khổng thị mỹ linh là trường tiểu học Nhậu sơn sông lô vĩnh phúc ở cái phần tỉnh thành này mình ở vĩnh phúc ở cái mục này thì nó rất nhiều tỉnh các bạn kéo lên thì nó lâu nếu mình ở vĩnh phúc mình chỉ cần bấm chữ v là nó sẽ ra các cái tỉnh có chữ v rồi mình sẽ chọn vào vĩnh phúc khi mà các bạn, bạn chọn mặc định ở trên này ấy, thì nó có một cái lợi thế đó là um, chúng ta chọn nó sẽ chuẩn khi mà nó chuẩn rồi thì cái phần zip code nó sẽ tự nó hiển thị lên đây là cái mã tỉnh nó sẽ tự hiện lên và bây giờ mình sẽ bấm vào đầu ý bởi vì đây là lần đặt hàng đầu tiên ở trên trang web mới chính vì vậy là nó sẽ có một số cái để chúng ta cần thay đổi Ở đây thì khi mà mình bấm vào đây rồi nó hiển thị lên rất nhiều những cái địa chỉ mà mình trước đây do mình thay đổi cái vị trí mình lấy hàng mình đã thay đổi rất là nhiều. Ở cái phần giao nhận thì các bạn lưu ý là chọn đúng chi nhánh nhé. Với cái đơn hàng mà từ 1 triệu tư trở lên thì các bạn sẽ được miễn phí ship chính vì vậy là nó sẽ báo là không đồng. Còn nếu như ở đây mà cái đơn hàng của mình mà ít dưới 1 triệu tư thì nó sẽ báo là 39.000 tiền phí ship. Các mục giao nhận ở phía dưới là của các chi nhánh khác Vì vậy các bạn nếu các bạn đăng ký ở khu vực nào Thì các bạn nên lựa chọn đúng cái khu vực đó Thì các bạn sẽ không bị mất phí Bây giờ nếu như mà mình chọn um, trái cái phương thức uh, Không đúng cái phương thức giao nhận Mình sẽ bị mất phí là 109.000 Rồi ok mình sẽ chuyển sang cái mục thứ tư Đó là phương thức thanh toán Ở đây thì mình sẽ chọn cái phương thức thanh toán Tại quầy hoặc chuyển khoản đó, với cái phương thức thanh toán này thì mình có thể lưu được đơn nợ tiếp theo các bạn ở đây các bạn chú ý nhé ở cái mục thanh toán với thẻ atm đăng ký internet banking này các bạn sẽ phải thanh toán ngay trong vòng 1 giờ sau khi các bạn xác nhận đơn hàng à, chính vì vậy là các bạn trước ngày 25 hàng tháng thì các bạn cứ tích vào cái ô thanh toán tại quầy hoặc chuyển khoản này mục cuối cùng đó là xác nhận đơn hàng và cái mục xác nhận đơn hàng này nó sẽ báo cái đơn hàng của mình. Đó, đây là chi tiết cái đơn hàng của mình mình vừa mới đặt. Ở đây có cả cái chương trình quà nó cũng hiển thị ở đây. Phí giao hàng là miễn phí, tổng trị giá đơn hàng của mình là 3 triệu 438 nghìn. Các bạn tư vấn viên mới khi mà đặt hàng các bạn cẩn thận, các bạn bấm vào cái mục là xem lại đơn hàng trước khi xác nhận. Để chúng ta kiểm tra lại cái đơn hàng của mình xem nó đã đúng chưa Và các bạn cần điều chỉnh cái gì Và các bạn vẫn có thể điều chỉnh được Nếu các bạn muốn điều chỉnh thì các bạn lại quay trở lại cái mục đầu tiên Lựa chọn sản phẩm để các bạn nào. điều chỉnh Các bạn có thể thêm, bớt, tùy Còn nếu không thì chúng ta sẽ Quay trở về cái mục xác nhận đơn hàng Và chúng ta sẽ Bấm vào ô chữ hoàn thành à, Sau khi bấm vào chữ ô chữ hoàn thành à, Là coi như các bạn đã đặt hàng rồi nhé À, sau khi đặt hàng xong thì các bạn nhớ thanh toán đúng theo quy định à, Bởi vì nếu như chúng ta không thanh toán theo đúng quy định thì đơn hàng của các bạn sẽ bị hủy à, Và nếu như hủy thì các bạn sẽ bị mất phí hủy là 100.000 à, Như vậy là mình đã hướng dẫn chi tiết các bạn à, cách để các bạn có thể đặt cái đơn hàng đầu tiên trên trang web mới của công ty Audiflame Việt Nam à, Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Linh à, Chúc các bạn có một kỳ cát à, thành công